Được không? Giá nhiêu vậy em? 200. Khi bạn cần giải trí, bạn không biết phải đi tìm đâu. Bấm vào vẫn vui vẻ, mình có những niềm vui thật lâu. Xem xong nhanh tay xem vào like liền, video xem xong quên mọi ưu phiền. Chốn bữa nhây mà vui, hãy cho mình một lượt subscribe. Yeah yeah. Yeah. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vẫn Vui Vẻ. Và ngày hôm nay thì tiếp tục một cái màn troll rất là mới. Và hôm nay thì có mấy anh em fan là coi kênh của mình á, rồi tới đây để mà phụ cho mình. Có mấy anh em rất là xa luôn anh em ạ. Ví dụ như mấy bạn, ví dụ như bạn Hùng này là đi từ dưới Bình Dương lên tới trên đây. Đó, mà giờ này tối rồi mà còn phải quay phụ mình chưa được về nữa. Đó, hôm nay thì Hùng, Cương và Thiện sẽ là phụ mình trong cái clip troll ngày hôm nay á. Tí nữa mình sẽ kêu Phương nó ra đây và mình giả bộ giống như là kêu bán nón bảo hiểm á anh em ạ. Cái con đường này mà đứng mình cầm cái nón bảo hiểm mà đứng một bên thì anh em nghĩ ngay là người ta sẽ hiểu lầm là đang làm gì rồi, đúng không? Ok, với cái màn troll như thế này thì chắc chắn là mình không thể nào để cho Phương mà bị người ta hỏi thật được, cho nên là mình phải nhờ mấy anh em để giả vờ giống như là mấy người tới hỏi vậy đó. Đó, với lại là sẽ có mấy anh em là đứng quanh đây hết, đặt camera quanh đây hết để bảo vệ Phương chứ không. Nhiều khi đứng ngoài này nó cũng nguy hiểm này kia đó. Mình cũng chọn con đường này nó cũng khá là vắng nè. Ok anh em, thì để coi màn troll ngày hôm nay như thế nào thì có hết clip này mấy anh em thuộc hết thoại hết chưa? Tự tin không? Dạ. Tự tin đúng không? Dạ. Không bấm thoại nha. Dạ. Ok nha. Ok mấy anh em fan nhưng mà cũng là cũng máu lửa lắm anh em ạ. Ok, theo dõi hết clip ngày hôm nay nha anh em. Ok. Mở tài vé đi cô ơi. Thôi giúp gì gần quá vậy? Mà tao thấy mày chụp rồi mày cũng có đăng đúng không Phương? Có. Đẹp mới đăng đúng không? Ốm mới đăng đúng không? Còn mập là không đăng đúng không? Em mập hồi nào anh đừng nói gì nha. Rồi tạo dáng đi. Chiêu buồn hay deep của mày đó làm đi. Rồi để tao thương. Xe đi. Chụp nước lên trời. Rồi ok, nước lên trời. Ê, thấy cầm điện thoại là thấy gì rõ rồi đó. Rồi nước lên trời. Chụp xong phải đăng. Rồi. Ok, đồ má quá đẹp. Đâu từ từ nó mới làm gì mà bộ vàng. Có chụp không? Nó nói gì đó lấy... Chụp coi hình. Anh ơi, bây giờ lấy đạo cụ được không? Mai tôi không xuống. Thôi để cho coi hình. Rồi bây giờ tôi gửi qua Zalo cho mày, để mày coi nè. Thôi nhưng mà thấy là bây giờ từ thấy là bây giờ anh qua bên kia anh lấy đồ cái. Anh qua lấy đậu cù để ngày mai mình quay cái clip kia. Đó, bữa mấy cái bờ đồ bà ba đó mình lấy luôn chứ ngày mai nó đóng cửa sớm, mất cửa sớm. Chụp sao? Đây là cái nón này. Cái lỡ là xíu nữa con cu kia nó tới thì em cứ đưa cái nón này giùm anh. Nha. Cầm cái nón mới. Cái nón mới này lấy 2 xị giùm anh. Cái nón này anh bán đó nha. Anh bán cái nón này là nó mới tinh á. Hiểu không? Bữa kia nó mua đồng hồ để anh tặng cái nón. Hiểu không? Mà nó còn thiếu 2 xì nữa là đưa nó này giùm anh. Nha, rồi đứng đây đợi xíu nha. Nhưng mà đông quá hả? Cái đường không có mẹ không có ai luôn, kêu đông. Người ta bắt cóc em. Mày chó bắt cóc mày khùng quá. Cái gì vậy? Tao gửi Zalo cho mày nè. Lẹ đây. Rồi đó, tao gửi Zalo cho mày rồi đó. Đây. Đi đâu á? Đi theo anh. Mày đứng đây để lỡ kia nó tới nó kêu lấy nó bảo hiểm thì mày đưa cho nó. Mày hiểu không? Chứ anh hẹn nó ngay chỗ đây rồi. Mà bây giờ nó tới cái anh đi rồi vị trí khác làm sao? Cứ đưa cho nó, đừng có đổ lên đâu. Mày đổ lên đâu nó biết là đồ cũ. Ok. Đi rồi. Ấy, nhanh lên được đợi xíu nha. Đừng có đi đâu nha. Mày đi đâu tí anh không biết đường nào anh kiếm đâu nha. Đi đi cậu. Ba
bao giờ anh có hẹn sinh viên nè em đó không? Không, trời ơi, đã nói giá nãy giờ vậy mà có 200.000 cũng kỳ kèo đó. Không, bây giờ anh chỉ còn có 150 thôi, giờ em bớt anh được không? Bớt con khỉ, đàn cho ra 100.000 mà bán tái hoài kỳ kèo hoài đi tôi. Giờ trong túi anh giờ còn 150 à, giờ mà, em bớt lên bao phòng được cho em đi. Gì? Em bao phòng cho anh đi với em. Phòng gì? Từ sáng nó chết rồi, trời trời ơi, ông nội ơi. Tôi phải đi cái đó rồi à, cậu lao. Đi cùng hả? Với em bán cái gì? Em... Ủa, ông mắc cười nè. Ông có phải là cái người mà ông Vĩnh hơn? Ông mua đồng hồ ông Vĩnh rồi xong rồi lấy nó hẻm rồi xong rồi đưa tiền đúng không? Đâu có, anh tưởng em đi cái khác chứ, em đi tàu bay chứ. Tàu bay lấy gì nữa? Ba lấy gì? Ba ông nội ơi. Chị trời. Phương gọi anh em ơi, Phương gọi. Gọi cái thằng nó tới chưa? Cái gì? Gọi ông đâu rồi, cái thằng nó tới chưa rồi. Ôi trời trời, hồi nãy tới giờ tôi đứng nghe rồi xong người ta lại hỏi tôi đi không bao phòng kìa. Thằng nó đâu rồi? Cái gì, ai hỏi em cái gì bao phòng cái gì vậy? Tụi mày khùng mày nói gì với Phương? Mẹ, nhưng mà cái thằng nó tới chưa? Ấy là nó gần tới rồi nhưng mà ý em nói cái gì bao phòng cái gì? Không có rồi, ta cầm nó ngoài, ta tưởng ta đứng được. Xàm dữ. Thằng nào xàm dữ trời. Cái ông nội tôi không biết nữa, bây giờ sao? Ý là em cái thằng đó nó đang tới rồi, em đứng đợi. Em đợi một chút xíu đi, thằng đó nó gần tới rồi, em đợi tôi chút xíu thôi. Nha, tôi đứng ở đây nha, mà còn người tới hỏi là tôi đi về đó, không có đưa gì đâu. Ấy là bây giờ là thằng đó nó tới rồi nè, nó đang nó vừa nhắn cho anh nè. Em đang gọi là nó đang nhắn cho anh rồi nè, nó kêu nó gần tới, em đợi ráng. Lẹ đi. Ok, đợi ráng đợi chút xíu nha. Anh thay đồ anh cần xong rồi, nó đang thanh toán tiền. Ok nha. Ok. Ok. Ok anh em, bây giờ thì người anh em tiếp theo của mình sẽ tiếp tục đi vô nha anh em nha. Ok, mắc cười quá chịu không nổi anh em ơi. Ok. Chờ bạn hả? Anh ngồi nói chuyện xíu được không? Gì vậy? Em mới tới đây làm hả? Ừ, mới tới. Bán hả? Mới tới, gì vậy? Bán nhiều không? 200. Sao vậy? Tiền quá à. Em bán được lâu chưa? Mới hả? Mới đứng ở đây hồi nãy luôn, giờ luôn á. Đang đợi người nè. Em chắc sinh viên nhá. Ôi sao biết hay ạ? Nhưng mà nói chuyện sai chứ. Người lạ. Sao biết em, hay vậy? Ở gần đây không? Ở gần đây. Gần cách 1-2 cây gì á. Sao vậy? Em bán như thế này thì có ngại gặp bạn bè hay gì không? Không, bình thường. Trời ơi, tôi ngại tôi đâu ngồi đây đâu trời. Cái gì nữa? Ông có phải không? Sao? Anh ở gần đây thì... Rồi sao? Anh thấy em bán như này thì anh gọi là... Muốn ra ngồi nói chuyện xíu thôi. Rồi, nói đi. Nói gì? Em đang cần tiền làm cái gì đó chứ hả? Làm gì đâu. Tiền thì cũng cần tiền đó. Mà làm gì đâu, đâu có làm gì đâu. Tiền ai không cần, anh cần tiền không? Có chứ. Mà sao em không kiếm một cái công việc gì đó mình làm thêm buổi tối, thấy có nhiều việc nó cũng tạo điều kiện cho sinh viên. Ủa có gì đâu kiếm, chứ bây giờ tôi đang đi học tự nhiên kêu tôi kiếm việc làm cho tôi chết hết trời.
Em thấy tại vì tụi nó là đi học thì chỉ đi học thôi. Như công việc của em thì đôi khi mình còn trẻ mình thấy vậy, chứ sau này thì mình lớn mình nghĩ lại nó đôi khi nó không tốt đâu em. Có gì không tốt vậy? Tự nhiên tôi đi học xong rồi tôi đi chơi làm việc tốt vậy, có gì đâu cùng á. Thì anh ở, nói chung là anh ở gần đây nè, thì anh thấy đôi khi mấy bạn nữ cũng kiểu như em, đôi khi anh cũng muốn ta mình nói chuyện, mình chia sẻ không, mình đôi khi chia sẻ gì chứ em bán này em không lấy có một cái vấn đề gì hết à, không ngại gì luôn. Ủa không có gì, ủa mắc gì ngại trời, tụi tôi làm ủa cái gì không ngại. Ba mẹ em nói chung ba mẹ em biết em làm buồn biết luôn. Ừ cái chuyện gì em cũng nói cho ba mẹ chưa mà trời ơi có gì đâu biết trời, gia đình em sống thoáng mà. Ba mẹ em cũng vậy, cũng nói chung là cũng được. Nhưng mà sao ông hỏi nhiều quá vậy, ông phải đó không? Anh ở khu phố này anh thấy em làm như vậy đôi khi cái mỹ quan của cái khu phố anh nó không được đẹp. Cái gì? Anh nhân đẹp tự nhiên tôi ngồi đi nhờ xíu làm gì không được đẹp trời. Em bán như thế này đây trên kia người ta nói vậy khùng hả? Em đi khách đúng không? Thì nãy giờ anh hỏi em thì em làm mà. Em bảo em làm thì mà. Thì điên vậy cha nội, tôi ngồi đây tôi bán đồng hồ. Trời đất ơi, thằng đó mạo hiểm, nghĩ sao đi khách. Ok. Cùng hả? Anh là nghĩ em như mấy bạn nữ đợt trước. Bớt đi trời. Hình như bạn có 200 này. Ở 200. Thôi em nói thì đi anh ủng hộ cho. Anh trả gấp đôi luôn. Tôi nói không có đi nhé. Mệt thiệt chứ, không bị cùng mà. Thì sao vậy trời? Chỗ tôi bé thù ngộ tự nhiên nói là đi khách. Cho mình mẹ một đi. Xin lỗi em. Chuyện đó mày. Xin lỗi. Cưng ở đâu tới đây? Em ở Sài Gòn. Sài Gòn là ở đây là Sài Gòn rồi đó. Em ở đâu tới đây? Em ở Tân Bình. À, nhìn em chắc có người mới nha. Em đứng đây làm gì đây? Em đứng đây đợi bạn. À, em thuộc quản lý của nào ở đây đây ta? Của anh Vĩnh không? Anh Vĩnh là anh nào? Ở đây là quản lý là của ông Cương thôi. Ông Cương là ông nào? Ông Cương là chị nè. Chị? Cương mới tới đây đúng không? Chị mà sao kêu con ông? Cứ quy định là chị được không? Cưng mới tới đây đúng không? Chị làm ngày đầu hả? Hay sao? Dạ. Cưng làm này là bao nhiêu á? 200. 200 á trời ơi, mày phá giá gì vậy? Trời bình thường người ta đi 500 mà mày đi 200. Mày phá giá vậy chết rồi. Ủa sao không có đường được. Trời ơi, bình thường ở đây là người ta đi 500 hết à? Không. Cưng đi vậy là phá giá của chị rồi, chị làm ăn không có được đâu nghe. Anh Vĩnh kêu em lấy người ta 200 thôi. Trời ơi, ông Vĩnh là ông nào vậy? Những biết ông ở đây Vĩnh. Là quản trị quản lý ở đây hết mà. Ông Vĩnh là anh của em á. Trời ơi, ông Vĩnh là ông nào mà gọi điện ra đây cho tao coi. Tao quản lý ở đây nè. Nhưng mà ông bận hơn tí ông tới liền á. Tí ông tới hả? Rồi, cứ ngồi đây cứ làm hả? Hay sao? Em ngồi em đợi người bạn. À, là đi lâu chưa? Làm khách, đi khách lâu chưa? Khách gì chị? Ủa chứ Cưng đây làm gì? Ủa em vô đây đợi bạn mà, đâu phải đi khách đâu trời. Không đi khách chứ tao đi khách hay gì? Ôi em không phải đi khách. Không phải đi khách hả? Không.
em đợi đưa đồ bạn mà. Để đây là mặt bằng của chị đó, chị em phải đóng tiền cho chị đó. Đóng tiền gì đâu mà, mày không có đi khách gì hết trời ơi, đất ơi. Không đi khách thì đi ra chỗ khác cho chị còn đứng gì làm ăn nữa trời ơi. Không nhưng mà cái chỗ này gỗ của chị mà, chị đứng hàng ngày ở đây mà, em đứng đây sao chị làm ăn được? Lát người ta tới người ta bắt em sao không bắt chị thì sao? Nhưng mà em ở đây được bạn chị, em đứng xíu không? Không có được đâu. Chị làm ăn ở đây mà em đứng đây người ta kêu em đi sao chị làm ăn? Hả? Người ta không kêu em, tại vì biết. Anh đi không anh? Hả? Đi không? Đi đâu? Anh 500 em bao phòng luôn. Đi đâu đi, đi đâu? Em, đi chơi với em. Anh mua nó phải không? Dạ không anh, em đi tàu nhanh với anh chị. Tàu nhanh em. Đi ba. Đi mà em giảm giá cho, em giảm giá cho. Mày hả? Bạn mày hả? Phải. Chứ sao vậy? Này là quản lý đây, anh quản lý đây đúng không? Không có cho đứng đây nha. Mà anh đi với em đêm đi, em giảm giá cho. Mày không mà bạn không đâu, không chịu lấy nó nè, cái xong á. Cái chị này nói là tôi dành đi bạn của chị. Đúng rồi, đứng đây là không có được, anh cho đứng khác nha. Đi khách à? Đúng rồi anh đi không? Gì đó ba khùng đó. 500 em bao phòng luôn. Không quá thì tôi đưa anh chở bạn tôi về lên xe. Có phải là nón anh có phải mua nón không? Đi không? 500 em bao phòng. Lên xe. Đi đi về đi xe. Đủ thứ hết, massage đủ hết. Có nhu cầu hết. Đi mà. Tại sao mày không đứng đây mà còn đứng đây nữa? Thôi không biết. Vậy là cái thằng mua nón đâu? Không biết nè, chả hẻ. Vụ gì kỳ đấy? Không mốt là không quay lại đây đứng ngay chưa? Chị là chị không thích em đứng ở đây rồi đó. Trời em giành khách của chị đó. Em xin lỗi. Anh em kêu quá. Không có kêu gì hết á. Mày còn đứng nữa. Anh nhẫn nhẫn ủng hộ em nha. Kiểu à? Đấy. Đấu kiếm em hả? Em xin lỗi chị. Không, em có cho